khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu các pháp như thế đều chẳng thể hành bát nhã ba la mật đa thì tại sao đại bồ tát có thể hành bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao ông có thấy pháp nào có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao ông có thấy bát nhã ba la mật đa là chỗ sở hành của đại bồ tát chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao pháp mà ông chẳng thấy là pháp có thể đạt được chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao pháp chẳng thể đạt được có sanh diệt chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện thật tánh của các pháp như ông đã thấy tức là vô sanh pháp nhẫn của đại bồ tát nếu đại bồ tát thành tựu vô sanh pháp nhẫn như thế thì liền được như lai ứng tránh đẳng giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tổ bất thối truyền này thiện hiện nếu đại bồ tát đối với công đức thù thắng của mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng vân vân tinh tấn tu hành thường không lười mỏi mà chẳng chứng quả vị giác ngộ cao tổ trí nhất thiết trí đại thừa diệu trí là điều không có vì sao thiện hiện vì đại bồ tát ấy nhất định đã đạt được vô sanh pháp nhẫn cho đến quả vị giác ngộ cao tột đối với pháp đã đạt được không thối không giảm cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật bạch Thế tôn các đại bồ tát nhờ tánh vô sanh của tất cả pháp mà được Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển trăng Phật dạy không thiện hiện Bạch Thế Tôn các Đại Bồ Tát nhờ tánh xanh của tất cả pháp mà được Phật Thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển trăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn các Đại Bồ Tát nhờ tánh xanh vô sanh của tất cả pháp mà được Phật Thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển trăng không thiện hiện bạch thế tôn các đại bồ tát nhờ tánh phi xanh phi vô xanh của tất cả pháp mà được phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển chăng không thiện hiện